Xin chào các bạn. Thì thể theo cũng rất nhiều lời yêu cầu, tôi hướng dẫn cái bài một cái điệu nhạc nữa, đó là cái điệu Fox hay là cái điệu Pasodop. Tôi thì trước đây, tức là từ cái lúc mà tôi mới mà tập đàn thì tôi nghe người ta gọi cái điệu này là điệu Fox. Rồi nhưng mà khi mà những cái phong trào mà có những cái băng mà hòa tấu rồi khiêu vũ thì người ta gọi là điệu Pasodop. Thì tôi hướng dẫn các bạn thì có thể nó là Fox và Pasodop thì nó cũng gần như giống nhau. Đại khái chúng ta nghe đánh như thế này. Đây là một cái điệu có là nhịp 2-4. Chúng ta sẽ nghe rõ ràng chách bùm chách bùm, và chúng ta dậm chân đúng hai cái bát chách bùm chách bùm chách bùm chách bùm chách bùm chách chuyển chách bùm chách chuyển. Thì ở trong đó là cái chách á, các bạn có thể đánh lên hoặc các bạn quạt xuống cũng được, nhưng mà chúng ta đánh ba dây dưới thôi. Còn cái bùm và cái bùm là hai cái bass thì các bạn có thể quạt ba dây trên. Tuy nhiên chúng ta cố gắng quạt sao cho nó nghe một cái bát phụ, cái bát chính thì nó mới hay hơn. Chúng ta cố gắng đánh làm sao cho nó nghe được cái bát chính là nó gần với nốt chính. Ví dụ như chúng ta đang bấm rê thứ thì chúng ta đánh cái bùm nó cho nó gần như là nó nghe cái tiếng của nốt rê, còn cái bùm thì chúng ta đánh như là nghe tiếng la. Như thế thì khi chuyển hợp âm cũng vậy. Như vậy đó là chúng ta đánh quạt cái bass, còn hoặc là chúng ta đánh ra tiếng bass luôn. Đánh ra tiếng bass, nhưng mà thường đối với cái này chúng ta đánh với tốc độ nhanh cho nên chúng ta quạt cũng đủ rồi. Và cái móc lên thì có người không quen móc lên thì có thể đánh xuống. Như vậy cái điều của nó rất là đơn giản, các bạn thấy chỉ cần các bạn học trong 5 phút là các bạn có thể đánh được. Tuy nhiên để áp dụng vào một cái bài thì do tốc độ của nó rất là nhanh, các bạn phải đánh nhiều các bạn mới quen được. Ví dụ như bài tiếng đàn tư. Phải đánh với tốc độ rất nhanh, chuyển hợp âm rất nhanh cho nên các bạn phải tập nhiều. Còn khi đánh được cái điệu rất là đơn giản. Thì trong đây nó sẽ có những cái nhồi. Như vậy cái nhồi á, cái nhồi là xuống lên xuống. Cái khi các bạn nhồi xuống lên xuống á, thì các bạn phải đánh tốc độ nó nhanh bằng với một cái chách. Đi chiến trường vui chơi ra đằng kia đang ta lên lên tắt trên ta bay con núi rừng mừng tan chân bay. Xuống xuống lên xuống đó, nó thành hai phát xuống xuống lên xuống. Rất là nhanh, với cái tốc độ chúng ta điểm hát chúng ta nhồi rất là khó, cho nên đối với các bạn tập, các bạn có thể tập chậm chậm vậy. Với tốc độ đó là các bạn thấy cũng đã khó nhồi rồi. Có nghĩa là thay vì mình quạt hai cái vậy nè. Bùm bùm bùm. Thì thay cái bùm bùm nó sẽ là bùm xuống lên xuống. Các bạn thấy không? Nhưng mà với tốc độ đánh lúc điện hát thì nó sẽ nhanh. Thì giống như vừa rồi tôi có đàn mẫu cái bài solo ngẫu hứng của cái bài đó, thì cái bài tiếng nàng tơ lư rất là hay các bạn.
nhưng mà giống như từ trước tới giờ tôi cũng biết cái bài nó như thế, cũng không phải là dòng nhạc mình yêu thích, cho nên cũng đàn được như thế thì tôi đánh ngẫu hứng như thế thôi. Thì nó là cái điệu Basso Doble để tôi đánh để tôi minh họa cho các bạn nghe. Rồi ngoài ra thì chúng ta thấy có một cái bài rất là nổi tiếng như là bài Mặt Trời Bé Con. Trần Tiến, đó là cái bài Mặt Trời Bé Con. Ngoài ra thì chúng ta có thể chơi cái điệu này cho bài Nối Vòng Tay Lớn. Thì bài Nối Vòng Tay Lớn các bạn có thể đánh theo kiểu cha cha cha, bebop, disco hoặc là đánh theo kiểu pop. Cũng đánh chơi được điệu Fox. Ngoài ra thì trong các cái chương trình ca nhạc mà khi mà hết tức là bế mạc rồi, tức là giãn tuồng rồi, thì hoặc là cải lương cũng vậy nữa, thì các bạn sẽ thấy lúc người ta đóng tuồng lại người ta sẽ đàn một bài Như Có Bác Hồ. Như vậy các bạn sẽ nghe rõ ràng tiếng trống chúng ta tiếng trống họ đánh y như như là điệu khúc như thế này. Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng, đời bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng. 35 đấu tranh dân độc lập non sông, 35 dân chủ cái bài Như Có Bác Hồ. Các bạn cũng thấy nghe cái điệu này, cái điệu này rất là quen thuộc, thì tôi cũng giới thiệu sơ cho các bạn mấy bài như thế. Để các bạn muốn tìm thêm thì các bạn có thể search ở trên mạng, cũng có rất nhiều bài điệu Paso Doble và điệu Fox này. Thì xin chúc cho các bạn luyện tập cái điệu Fox này vui vẻ. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn ở cái video clip tiếp theo.